77 tuổi đời, 40 năm tuổi đảng, nhưng bà Bùi Thị Dung ở khu phố Chánh Lộc 4, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một vẫn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Bà cùng ban chấp hành Hội Phụ Nữ phường Chánh Mỹ tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Bà là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên trên địa bàn và con cháu học tập, noi theo. Dì Dung hay cô Ba Dung là cách gọi thân thương mà người dân khu phố Chánh Lộc 4, phường Chánh Mỹ gọi bà Bùi Thị Dung. Theo cô Ba Dung, học tập theo tấm gương đạo đức của bác là học tập suốt đời, học từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống, những việc làm có ích cho xã hội. Hơn 40 năm công tác tại địa phương với nhiều cương vị khác nhau, như công tác phụ nữ, khối dân vận mặt trận, nông dân, hội chữ thập đỏ, bây giờ là ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và chi hội phó khu phố Chánh Lộc 4. Cô Ba Dung luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ đảng viên, không quản ngại khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và người dân tin tưởng, yêu mến. Ở nơi cư trú và chi bộ khu phố, cô Ba Dung luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên tham gia góp ý cùng các đảng viên trong chi bộ xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Thường xuyên giúp đỡ những chị em yếu thế ở địa phương, đỡ đầu cho các bé mồ côi, luôn đi đầu ủng hộ các phong trào tại địa phương, giúp đỡ đảng viên trẻ tham gia học tập nghị quyết, các chỉ thị của đảng. Bác là một người rất là chí công vô tư, là bác đã tạo nên được là cái sự nghiệp lớn như vậy mà bây giờ là mình là những đứa con cháu là nên là bảo vệ là cho là cái an ninh tổ quốc của mình. Cái hai nữa là về tiết kiệm, là sống như thế nào để là làm gương cho các con, các cháu mình. Bác dạy là rất nhiều điều, nhưng mà mình chỉ là học được những cái chuyện nhỏ. Nhưng mà chuyện nhỏ mà con cố gắng làm thì riết nó cũng thành chuyện lớn. Thì là theo dì là bác đã dạy thì các con, các cháu mình là cố gắng làm sao sống hòa đồng với dân. Để là gần gũi dân, mình mới giúp dân được con. Chứ mình sống mà xa cách dân thì không giúp dân được. Rồi về là bác thì tiết kiệm những cái chuyện từ nhỏ đến lớn. Thì cũng vận động từ tiết kiệm từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Mà chuyện nào nên làm thì chuyện nào không nên làm. Thì vì đều làm hết, cái nào là đưa ra từ bên phụ nữ hay từ bên an ninh hay là từ bên là đảng bộ là vì đều làm hết. Cô Ba Dung thường xuyên tuyên truyền, dẫn động nhân dân trong khu phố, con cháu trong gia đình nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, việc đảm bảo an ninh trật tự trong khu phố là việc làm quan trọng. Cô Ba Dung còn dẫn động người dân trong khu phố cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Dì cũng thường hay ủng hộ cũng như là đứng ra tổ chức nữa các cái phong trào như là các hoạt động 8 tháng 3, 20 tháng 10 rồi tổ chức các buổi họp tuyên truyền cho hội viên phụ nữ cũng như là chi hội nữ thanh niên công nhân nhà trọ về các luật chia sẻ các cái cuộc sống hàng ngày cũng như là giúp đỡ cho các chị nhà trọ mà khi mà có công việc hữu sự. Hoặc là các chị phụ nữ mà thường hay bị bệnh ốm đau, bệnh tật thì chị cũng thường hay vận động để hâm bệnh, hỗ trợ đột xuất cho những chị khó khăn. Sinh hoạt đảng viên hàng tháng, cô là người đảng viên gương mẫu, cũng là người công dân tiêu biểu của khu phố. Cô là đảng viên, mặc dù cô lớn tuổi nhưng mà cô cũng giúp đỡ những đảng viên trẻ, noi gương những cái gương sáng của cô làm. Như cô là thực hiện bản thân là tiêu biểu trong cái người đảng viên, nhưng mà cô cũng là chấp hành tốt các chính sách an sinh xã hội của khu phố hay là của phường. Cô là cũng là người là giúp đỡ cho địa phương rất nhiều. Với tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì cộng đồng, bà Bùi Thị Dung luôn được nhân dân trong khu phố tin yêu, quý mến và nhận được sự khen thưởng của tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Năm 2023, bà vinh dự được tặng quy hiệu 40 năm tuổi đảng. Bà Bùi Thị Dung là tấm gương sáng để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của lớp người đi trước, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.